khi hệ thống đường sắt đô thị số 1 tuyến Bến Thành Suối Tiên hình thành thì sẽ kéo theo một hệ thống các tiện ích liền kề của các nhà ga, của các trung tâm thương mại và các khu dân cư sẽ phát triển dọc theo tuyến xa lộ Hà Nội. Từ đó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn và một cái nền tảng cho cái phát triển đô thị dọc tuyến. Hiện nay dự án đang trong thời kỳ chuyển qua một hình thức giai đoạn mới, đó là từ giai đoạn xây lắp thiết bị qua lắp đặt và chuẩn bị vận hành.